Bảo tàng cung điện quốc gia tại Đài Loan, Trung Quốc, một trong những điểm du lịch lớn và nổi tiếng nhất của khu vực, giờ đây cũng chứng kiến lượng khách tham quan hàng ngày giảm mạnh. Bệnh dịch khiến lượng khách đến thăm bảo tàng mỗi ngày giảm từ 8.000 xuống chỉ còn 2.000 như hiện giờ. Công tác khử trùng vẫn được tiến hành đều đặn bên trong bảo tàng 3 lần một ngày. Đặc biệt nếu có những nhóm đông người đi theo tour thì đều phải khử trùng sau khi họ rời đi. Lượng khách tham quan giảm khiến cho các tài xế xe buýt hay taxi đều ế khách. Tôi lái taxi ở khu này được 40 năm rồi. Dịch bệnh thay đổi mọi thứ hoàn toàn. Trước đây tôi kiếm được gần 3.000 đài tệ, khoảng 100 đô la Mỹ mỗi ngày. Thì giờ ví dụ như hôm nay, tôi làm từ sáng đến giờ mà chỉ được có 700 đài tệ thôi, giảm tận 2.000 đài tệ so với trước. Không chỉ riêng ở Đài Loan, đảo Phuket, địa danh nổi tiếng ở Thái Lan cũng đang phải hứng chịu cảnh vắng bóng tương tự. Ảnh hưởng của dịch bệnh rất lớn. Chỉ vài ngày sau khi tin tức về dịch bệnh bùng phát, khách du lịch Trung Quốc đã giảm đi rõ rệt. Chúng tôi phải mất tới 70% lượng khách du lịch Trung Quốc. Hay một nơi nhộn nhịp như Macau, Trung Quốc cũng trở nên thưa thớt. Hàng quán đóng cửa nhiều, một phần vì lệnh cấm, phần khác là do người dân lo sợ sự lây lan của dịch bệnh. Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ khi ghi nhận sự sụt giảm số lượng du khách Trung Quốc được thể hiện rõ rệt ở Asakusa. Địa điểm du lịch nổi tiếng gần ngôi chùa cổ Sensoji, không chỉ khách sạn, nhà hàng và địa điểm du lịch, những nhà bán lẻ cũng chịu ảnh hưởng đáng kể do sự sụt giảm lượng khách du lịch Trung Quốc thăm Nhật Bản để mua sắm.